Gặp sự cố bất ngờ trước đêm thi, Trần Quốc được Khương Giang làm điều trên cả tuyệt vời. Vào tối ngày 12 tháng 10, tập 13 The Voice Kids giọng hát Việt nhí 2019 đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi của vòng loại trực tiếp. 9 thí sinh đã mang đến những tiết mục hấp dẫn sau một tuần tập luyện căng thẳng. Trần Quốc, học trò Hương Giang Sương Cầm thể hiện ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Lời ca khúc cũng được viết lại cho phù hợp với chương trình. Huấn luyện viên Sương Cầm chia sẻ, ca khúc đã được thay đổi về ca từ, nội dung là người em nói về người anh đã hy sinh và chăm lo cho mình trong cuộc sống. Trần Quốc đã vượt qua tất cả các tác động bên ngoài và trở thành một chiến binh trong lòng của Dương Cầm. Huấn luyện viên Dương Khắc Linh chia sẻ, Trần Quốc đang gặp vấn đề về sức khỏe, nên khi hát có thể chưa hết sức. Điều này không ai muốn nhưng rất đáng khen vì ca khúc này không dễ dàng để hát cảm xúc. Huấn luyện viên Lưu Thiên Hương thì cho rằng đây là chiến thuật rất hợp lý. Trần Quốc không cần khoe kỹ thuật, chỉ cần ngồi hát dung dị nhưng mang đến nhiều cảm xúc và đúng tinh thần của bài hát. Đây là thí sinh chưa bao giờ làm cô thất vọng vì Trần Quốc rất nghệ sĩ. Huấn luyện viên Hương Giang chia sẻ, Trần Quốc có sự rung động do trời phú rất tự nhiên bên trong người. Và cô cảm ơn Trần Quốc vì đã vượt qua khó khăn về sức khỏe để bước lên sân khấu. Trong hậu trường, Trần Quốc cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Em bị chảy máu cam nhưng vẫn cố gắng trình diễn tiết mục của mình thật tốt. Là gương mặt nam thí sinh duy nhất lọt vào đêm bán kết, Trần Quốc hiện đang được khán giả vô cùng quan tâm và yêu mến. Em cũng là một trong top 3 thí sinh đang dẫn đầu về số lượt bình chọn, chiếc vé may mắn và đi thẳng vào bán kết. Mới đây thì Trần Quốc đã chia sẻ rằng, em thần tượng huấn luyện viên Hương Giang, học hỏi Lisa Blackpink và dùng tài năng và bản lĩnh để chinh phục khán giả. Trải qua hơn một nửa chặng đường, giọng hát Việt nhí The Voice Kids 2019 đã mang đến không ít màn trình diễn ấn tượng. Dàn thí sinh liên tục khiến cho khán giả bất ngờ với tài năng vượt xa lứa tuổi và sự tiến bộ qua từng vòng thi. Trong suốt hành trình chinh phục đam mê, cậu bé Nguyễn Đoàn Trần Quốc được đội Hương Giang và Dương Cầm luôn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự bứt phá, dám vượt qua giới hạn của bản thân để trở thành nhân tố trụ cột của team Hoàng gia. Điều đặc biệt nhất ở cậu bé gốc An Giang này có lẽ là giọng hát cao, nội lực, trong trẻo và phong cách biểu diễn chững chạc. Càng đi vào những vòng trong, Trần Quốc càng hoàn thiện mình, trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, thể hiện rõ nhiệt huyết, quyết tâm, sự nỗ lực hết mình vì ước mơ ca hát. Mặc dù đã tham gia khá nhiều hoạt động ca hát, nhưng Trần Quốc vẫn luôn cân bằng được việc học của mình. Trong suốt 5 năm liền, cậu bé luôn giữ vững danh hiệu, học sinh xuất sắc và nhận được giải thưởng của các cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện. Ngoài ra thì Trần Quốc còn mang về nhiều thành tích đáng nể khi tham gia các cuộc thi âm nhạc. Bộc lộ tài năng nghệ thuật từ rất sớm, ngoài việc ca hát, Trần Quốc còn có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn, hội họa và chơi nhạc cụ. Thời gian rảnh, em thường vẽ rất nhiều, tuy nhiên là không được đẹp, nhưng em rất thích những tác phẩm của mình làm nên. Em rất thích chơi đàn và em đang dành thời gian để học và luyện tập piano phục vụ cho niềm đam mê của mình. Ngay từ rất nhỏ, Trần Quốc đã rất yêu mến nghệ sĩ Tùng Dương bởi phong cách trình diễn và dòng nhạc nam ca sĩ đang theo đuổi rất giống với bản thân của mình. Tuy nhiên khi lớn lên, cậu bé cho rằng thần tượng lớn nhất của mình chính là nữ ca sĩ Hương Giang. Ấn tượng sâu đậm và kính nể với những gì mà vị huấn luyện viên bản lĩnh đã đạt được khi hoạt động nghệ thuật, Trần Quốc luôn xem Hương Giang như là một tấm gương để bản thân noi theo trên con đường ca hát. Đối với em, cô Giang như một người truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến bản thân. Khi cô tham gia Việt Nam Idol hay là cuộc thi Hoa hậu quốc tế chuyển giới năm 2018, em đã thấy được sự tự tin và bản lĩnh, dám thể hiện chính mình cũng như là không bao giờ ngừng phấn đấu và quyết tâm theo đuổi đam mê. Ngoài ra, cách sống, cách đối nhân xử thế của cô với mọi người luôn làm cho em nể phục. Cô còn chủ động dẫn tụi em đi hát, thiện nguyện cho các bệnh nhân ung thư trong quá trình The Voice Kids 2019. Trần Quốc chia sẻ. Bên cạnh đó, ở thị trường âm nhạc nước ngoài, Trần Quốc còn dành tình cảm đặc biệt với nhóm nhạc Blackpink, đặc biệt là Lisa, thành viên duy nhất người Đông Nam Á. Khi hỏi vì sao lại có suy nghĩ như vậy, Trần Quốc không ngần ngại và cho rằng đây là nhóm nhạc có nhiều bài hát hay, văn minh và vũ đạo tuyệt đẹp. Hơn nữa, em rất yêu thích Lisa, thành viên duy nhất là người Đông Nam Á. Dù bị nhiều người phân biệt đối xử nhưng vẫn kiên cường khẳng định bản thân mình bằng thực lực, tài năng để chinh phục khán giả.
Nói về ước mơ chinh phục ngôi vị quán quân, khi Trần Quốc đang là một trong những nhân tố nổi trội và hội tụ đầy đủ các yếu tố để tỏa sáng nhất Kim Hoàng gia, thì cậu bé Từ Tốn đáp lại: đến với một cuộc thi thì ai cũng mong muốn sẽ đạt được vị trí cao nhất, nhưng em nghĩ việc có là quán quân hay không sẽ không còn quan trọng, mà quan trọng hơn, khi đến chương trình, em đã học được rất nhiều điều bổ ích về khả năng ca hát, trình diễn, cách đối xử với mọi người. Được gặp gỡ rất nhiều bạn bè, anh chị dễ thương mà chỉ chương trình Giọng Hát Việt Nhí mới có thể cho em được. Đặc biệt, em muốn cảm ơn cô Hương Giang và chú Dương Cầm rất nhiều vì đã rèn giũa cho em từng câu hát, từng phần trình diễn để cho em tỏa sáng trong mỗi tiết mục. Đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của em. Với sự dẫn dắt nhiệt huyết, tận tâm tận lực của Hương Giang và Dương Cầm, tin chắc rằng Trần Quốc sẽ ngày càng vụt sáng và mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn dành cho khán giả. Và còn sẽ đặc biệt hơn nữa khi tại vòng bán kết The Voice Kids 2019, huấn luyện viên Hương Giang và Dương Cầm đã mời Jack và Khay ICM tam ca siêu hit sóng gió cùng với Trần Quốc. Thông tin này đã làm cho khán giả vô cùng phấn khích. Vâng các bạn thân mến, The Voice Kids 2019 đã chính thức bước vào chặng đua cuối cùng với sự tranh tài của dàn thí sinh tài năng nhất đến từ ba đội Dương Khắc Linh, Phạm Quỳnh Anh, Lương Thiên Hương, Ali Hoàng Dương và Hương Giang Dương Cầm. Tại sân khấu đêm bán kết, sự xuất hiện của các khách mời hứa hẹn mang đến rất nhiều bất ngờ thú vị dành cho khán giả. Để hỗ trợ học trò Trần Quốc có được tiết mục dự thi xuất sắc, Hương Giang đã quyết định chơi lớn, mời hẳn cặp đôi Jack và Khay ICM đến hỗ trợ. Qua đoạn tester ngắn, có thể thấy là không chỉ xuất hiện cùng với cậu bé trên sân khấu, mà cả hai còn thay áo mới cho ca khúc Đình Đám, Sóng Gió, với tiết tấu và phần lời phù hợp hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa khi khẳng định đây chính chắc chắn là một trong những tiết mục được chờ đợi nhất trong đêm thi bán kết. Trong đêm thi loại trực tiếp vừa qua, với Có Chàng Trai Viết Lên Cây nhẹ nhàng và sâu lắng, Trần Quốc đã có sự lột xác về hình ảnh vốn gắn liền với loạt ca khúc bán cổ điển, đòi hỏi kỹ thuật cao cũng như là cách xử lý tinh tế. Tiết mục này không chỉ nhận được sự hài lòng từ phía cặp đôi Hương Giang và Dương Cầm, mà bốn huấn luyện viên còn lại cũng dành những lời khen có cánh cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu bé. Với tiết mục Sóng Gió đặc biệt này, thì liệu sẽ có giúp cho Trần Quốc có được cơ hội xuất hiện tại vòng chung kết xếp hạng hay không? Đừng quên đón xem tập 14 vòng bán kết The Voice Kids 2019 được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10 trên kênh VTV3 và ủng hộ những thí sinh tài năng các bạn nhé. Trước đó thì Trần Quốc đã từng bị nghi vấn là hát nhép vì chất giọng quá mượt mà như nuốt đĩa của chính mình. Cụ thể, để tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng một vở nhạc kịch được đầu tư hoành tráng, Kim Hoàng gia trong vòng mini show The Voice Kids 2019 đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc chất chứa nhiều cảm xúc. Vở nhạc kịch được các thí sinh thể hiện trên sân khấu là sự kết tinh của rất nhiều câu chuyện nhân văn và ý nghĩa. Bằng tài năng giản dựng, cặp đôi Dương Cầm và Hương Giang đã làm nổi bật thông điệp chia sẻ yêu thương giữa con người với con người trong cuộc sống. Không ngừng tiến bộ qua các vòng thi, Trần Quốc luôn là nhân tố tiềm năng mà Kim Hoàng gia sở hữu chất giọng vô cùng ngọt ngào và tình cảm. Không khiến cho khán giả và huấn luyện viên thất vọng, trong đêm mini show, Trần Quốc một lần nữa khẳng định tài năng và bản lĩnh sân khấu của mình khi thể hiện ca khúc Music of the Night, là một bài hát nhạc kịch nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim. Để có được tiết mục trình diễn vô cùng ấn tượng trên sân khấu, Trần Quốc đã trải qua quá trình tập luyện vô cùng nghiêm túc với hai vị huấn luyện viên và cố vấn Hồng Nhung. Bên cạnh giọng hát nội lực, học trò huấn luyện viên Hương Giang Dương Cầm còn khiến cho khán giả vô cùng hào hứng khi trổ tài diễn xuất bằng những màn thoại hết sức trôi chảy và đáng yêu. Music of the Night là một ca khúc thuộc thể loại nhạc thính phòng, đậm màu sắc cổ điển, đòi hỏi người hát phải có nội tâm rất sâu sắc. Vì thế, đây được xem là một thử thách vô cùng khó khăn dành cho học trò của Hương Giang. Tuy nhiên, dưới sự giúp sức của Dương Cầm với vai trò là người đệm đàn và các đồng đội trong nhóm bè trên sân khấu, thì Trần Quốc đã hoàn toàn thuyết phục được trái tim của người hâm mộ bởi những phần luyến láy cực kỳ tình cảm. Không chỉ là nắm chắc kỹ thuật hát tính phòng, Trần Quốc còn chứng tỏ khả năng làm chủ sân khấu khi nhẹ nhàng xử lý trang phục ngay trong phần trình diễn. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Phạm Quỳnh Anh cũng vô cùng bất ngờ khi chứng kiến sự điềm đạm của Trần Quốc trong vòng mini show lần này. Thậm chí, học trò Hương Giang còn khiến cho huấn luyện viên đội Chiến binh Cầu Vồng ngỡ rằng cậu bé là một danh ca. So với độ tuổi mười mấy của con thì ngày hôm nay trông con rất chững chạc.
Nhịp điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng giúp cho Trấn Quốc phát huy được tiềm lực của giọng hát, giống như nhận xét của huấn luyện viên Lưu Thiên Hương. Học trò Tim Hoàng Gia như là một ông cụ non, giọng hát chững chạc nhưng vẫn thanh thoát vô cùng trong sáng. Khán giả đã cho rằng, không biết là cậu bé hát theo đĩa đã thu sẵn hay là giọng thật. Huấn luyện viên Dương Cầm đã nhanh nhảu. Nếu như không có những đoạn hụt hơi do đi lại trên sân khấu, thì chắc chắn là chú đang nghĩ con đã thu âm sẵn ở nhà. Chúc mừng con, ngày hôm nay con đã rất thành công. Với tài năng của mình, tin chắc rằng phần trình diễn đêm bán kết, Trấn Quốc sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Hãy đón xem tam ca sóng gió, Trấn Quốc, Sách và Khay IMC trên kênh VTV3 tối thứ 7 vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10. Và nhớ bấm theo dõi, đăng ký kênh của mình để ủng hộ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!